nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều nay Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê tổ chức chương trình trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ Thanh Khê tiêu biểu năm 2020, biểu dương Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi và phát động hưởng ứng sự kiện Tuần lễ áo dài năm 2021. Qua 5 năm triển khai giải thưởng Chi hội Phụ nữ Thanh Khê tiêu biểu, chương trình luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng của Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trên địa bàn quận. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã trao thưởng cho 6 chi hội đã đạt giải thưởng trong năm 2020. Đây là những điển hình, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo của phụ nữ tại khu dân cư, góp phần không nhỏ xây dựng khu dân cư bình yên. Chương trình còn biểu dương các chi hội trưởng phụ nữ giỏi là những phụ nữ tiêu biểu trong 203 chi hội trưởng khu dân cư. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê phát động hưởng ứng sự kiện Tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021. Đây là hoạt động nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ người dân, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.